lòng làm thế dân nhà. Đừng nên câu đối người phương đô trì, thầy dân nhà thiện thiện tự đi. Chúa
về thế khách quạt tiên quạt đi nghiệp đơn tai ương ở đời xưa đi bao lối ô ngoài ai nhà tỉ như là độ cho đệ tử ấm no đời đời ia thân thiên tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần được thanh cao ai à
một mùa tươi tốt như hoa. Cho một mùa tươi tốt như hoa, mùa xuân có lộc thu đông có tài, ba mùa hè trong tầm tách từ tài. Đồ cho thế này phúc đâu đầu em, cho con cháu cháu về ơi. Chúa về đắp nắm trong trồng cây, cho cây cây tốt cho đồng lá. Mẹ bốn mùa tươi tốt như hoa, mùa xuân có lộc thu đông có tài ơi. Lên ngàn ánh quả đào tiên đem về, tiên ngàn xanh ta hít rồi về. Bầu rượu thắm chú bà ma đủ ba mồi. Đến đuôi nhau bè ai thường muôn trùng hạt mà ai gầy con đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.